Hôm nay, hàng trăm trẻ em ở các xóm trọ nghèo trên địa bàn thành phố Thủ Đức không khỏi vui mừng và háo hức khi nhận được quà trung thu sớm từ các cô chú tình nguyện viên và các chú bộ đội. Mỗi phần quà gồm trái cây, bánh sữa, lồng đèn để các em đón Tết Trung Thu trong điều kiện đầy đủ nhất có thể, hỗ trợ giải tỏa tâm lý vui chơi trong thời gian thành phố siết chặt giãn cách. Vui quá vui luôn chứ, lâu lâu có quà nhận cho con mình cho nó đỡ tốn tiền sữa, tiền ăn Trung Thu vậy thì vui chứ. Hồi lúc trước á hả, thì đâu có bị dịch thì người ta đi tới đi lui thì nó đỡ hơn, giờ đâu có ai đâu đi, giờ vui chứ. Vậy tại vì dưới quê lên đây thì mà không giãn cách xã hội không được đi đâu, cứ phần mình em vui đi. Vậy cho nó có tuổi thơ của nó đi chơi. Ở trong đây á người khó khăn nhiều lắm, dân lao động ở dưới quê lên. Con mong ước làm qua hết dịch để được đi chơi. Đi chơi hay chơi Trung Thu hả? Đây là những khu trọ nghèo, người dân chủ yếu đến từ các tỉnh miền Tây. Vài tháng qua, do tình hình dịch diễn biến phức tạp nên công việc, cuộc sống của họ bị ảnh hưởng nặng nề. Việc hỗ trợ và trao quà kịp thời có phần động viên rất lớn đối với họ, đặc biệt là các em nhỏ.